Hey guys, welcome back, welcome to More Star Legend. I'm Dojana, welcome to my channel. Okay, and the net new monster, he that he here he Chiki Chika monster. Okay, he attacker monster, and today I will make video debut and him. I think he we will look and see he good or not good in Monster Legend. Okay. Rồi hai cái nhà nha, chào mừng các bạn đến với channel của mình, mình là Đai Tu Trần nha. Thì hôm nay mình sẽ chúng ta sẽ cùng đánh giá nha các bạn mối vật mới này, các bạn bạn Chicky Chicker Tail này ha, là có mạnh hay không này. Bạn này là một attacker, là một kẻ tấn công này các bạn. Rồi chúng ta sẽ đi qua cái trang wiki nha. Okay, let's check the wiki web page, and we can see skill. The skill and damage, health, and more information of him. Okay. Okay, guys. Now we are on Monster Legend. fandom.com. I can see Amy, A baby, and other skin. Well, so good. You have that knife on his head, and he have blue color, the same business man. Okay. Rồi thì bạn này có một cái dao các bạn, một cái dao ha, cái bạn này có một cái dao trên cái đầu các bạn này. Giống như một cái tai nghe luôn. Bạn này kiểu như là một tiểu tinh ha. Một tiểu tinh kiểu như là một golem á các bạn. Một bạn này có da màu xanh nha, mang một bộ đồ giám đốc này. Rồi ông này kiểu nghi là một sát nhân các bạn. Ok, bạn này là một attacker ha, một kẻ tấn công này. Rồi mình đi qua đây cái bên này, cái khu 5 sao đấy các bạn. Thì chúng ta sẽ thấy được là sức mạnh này 19.000 máu nếu mà 5 sao nha. Thôi không sao đi ha. Rồi attacker strength 8217. Height 217, life 140,000, and 847, 140,000 máu các bạn. Speed là 8272 8272 các bạn nha. Stamina là 180 nha. Thì attacker monster. Okay, let's check the his skill. Special skill is dread to scare, and he have fear. Monster loves it. Neptune 50% chance of the flowing one. Rồi thì cái này cái kỹ năng chiêu cuối này các bạn, thì có cái này nha. Nếu mà khi mà bạn nào sử dụng chiêu này để đánh đối phương ấy thì đối phương sẽ bị mất lượt này. Rồi ngoài ra thì có thêm 50% thì nó sẽ lặp lại các bạn. Là có thể nằm thêm 50% là nó sẽ mất thêm một lượt nữa. Cũng hay ha. Rồi bleeding, you have bleeding and good cooldown. Okay. Nice special skill. And default bad, very bad. Group 1, cái group 1 nữa các bạn, thì chúng ta sẽ có được là cái chiêu này. Have healing. Okay, thì if the monster book healing and he get the effect have healing. Là bạn này khi mà đánh đối phương nha, thì đối phương dính cái hiệu ứng này các bạn, cái dính cái chai này thì đối phương sẽ bị mất đi 50% hồi máu. Thì nếu mà bạn kia mà có cái chiêu hồi máu ấy thì cái chiêu này mà dính ấy thì sẽ bị mất 50% nha. Ví dụ như hồi 100 máu thì bạn này chỉ hồi được có 50 máu thôi. Ok. The soul candy, multiple enemy and night. Damage reduction and separate breaker. Rồi thì cái chiêu này là các bạn nó giảm đi 50% sát thương của đối phương. Rồi cái này thì nó
Khóa đúng bạn, khóa khi mà không cho đâu quái vật bút cái khiên nha, và xóa luôn cái khiên luôn. Đó là những cái ông tanker nào mà có cái bút khiên ấy thì sẽ bị chơi cái chiêu này ngon nha. Ok, the net drop to one enemy and you can okay target be held. Negate healing, good. And cell breaker, remove and block cell. Ok, I will show that skill group 2 and group 3. Yes. Sorry. I will show the jump scare. Icicle, sorry. Peanut partition and TLG. The TLG wow, 70 damage one enemy and TLG multiple enemy. And he okay, negative healing and total damage reduction. Rồi thì mình sẽ chọn cái group 2 và group 3 này các bạn. Thì cái group 2 này thì có cái chiêu jump scare này thì gây sát thương cho một bạn này, một đối phương này. Nó gây rồi không thấy hồi máu nha. Gây cho đối phương không thấy hồi máu. Cái acid coin này thì gây cho tất cả đối phương này, thì nó cái này là nó khóa và nó remove cái khiên. Còn cái chi minus này thì nó gây sát thương thôi các bạn, 70 đam rất là to này. Còn cái chiêu chiếc này thì gây sát thương cho tất cả các quái vật ha. Rồi cái này cũng có hai chiêu, cái này cái chiêu này này các bạn, nó gây mất đi 100% đam luôn, 100% sát thương nha. Thì đối phương thì khi dính cái này thì không thể gây sát thương lại cho mình luôn. Còn cái này thì giống cái chay ha, không thể hồi máu. Okay, that's good. Good monster, I think good attacker monster for free in monster chain. You can get Tiki Tiki Ticker monster. Okay, nice. Rank 5. He have wow, 19,000 damage and life. Ooh, 400,000 life speed nè, good. Really his wood and mass. Okay, and video I review the ticker monster. I hope you like my video and please subscribe, like and share to my channel. Thank you so much and see you in the next video. Bye my friend. Ok, chào cả nhà nha. Như vậy là mình đã review sơ qua bản Chicken Joker này các bạn. Thì nói chung thì quái vật miễn phí thôi, thì nó cũng tạm ổn thôi các bạn. Lâu lâu thì chúng ta sẽ có một bạn quái vật miễn phí ngon nha. Còn đa số thì chúng ta phải mua các bạn. Đa số quái vật mua hoặc là làm event ha thì mới có ngon các bạn. Thì bản này nói chung là cái tấn công này cũng ok các bạn. Nếu mà những bạn mới thì dùng cũng ổn ha. Rồi, chúc cả nhà có một ngày toàn lòng vui vẻ này. Bye và hẹn các bạn ở các cái video sau. Yes. Yeah.